nay vắng thế nhở? Không biết mọi người đi đâu hết cả rồi. Alo, Đậu Đậu à, cậu sang nhà tớ đi, chúng mình chuẩn bị không cả sắp tối rồi. Ừ, sang luôn nhá. Tớ ơi, tớ đến rồi đây. Ừ, đợi cậu lâu quá, mau vào đây. Tớ đã mang đồ hóa trang đến rồi đây. Ừ, cậu hóa trang cho tớ đi, từ từ hóa trang cho cậu. Nhìn tớ đáng sợ chưa? Bây giờ tớ sẽ vẽ cho cậu nhé. Đáng sợ thật đấy, cậu kể cho tớ đi. Được rồi, để tớ. Mà
Mày không biết hôm nay là Halloween à? Con nhà quê như nó thì làm sao mà biết hả cậu? Chỉ biết nhặt ve chai với bán mấy mớ rau rẻ tiền kia thôi. Cũng đúng, nhưng đứa con nhà nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì làm sao biết được những ngày này? Mà thôi, mình đi xin kẹo đi cậu đi. Chơi bời gì mấy cái đứa nhà nghèo này. Ừ, đi. À, cậu thật lòng quá đáng. Ôi mình nhớ ra rồi, hôm nay là Halloween. Từ bé đến giờ, con táo xanh nó không biết ngày này là ngày gì rồi. Hôm nay mình phải tặng nó món quà mới được. Thích quá. Bây giờ mình đi xin kẹo thôi. Buồn thật chứ, hôm nay chúng mình hóa trang rõ là đẹp mà chẳng xin được cái kẹo nào cả. Đây. Mẹ có quà. Vâng ạ. Đây, quà con gái đây. Con mở mắt ra đi. Vâng. Con cảm ơn mẹ. Sao lại là quần áo kiểu này hả mẹ? Ừ, đây là trang phục để hóa trang trong ngày Halloween đấy con ạ. Ngày này có ý nghĩa gì thế hả mẹ? Ngày này con có thể hóa trang thật là kinh dị và đến gõ cửa hàng xóm rồi xin bánh kẹo của nhà họ. Ngoài ra con có thể đốt lửa, khắc bí ngô và đùa những trò đùa kinh dị. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Thế nhưng mà mẹ lấy đâu ra tiền để mua bộ quần áo này đấy ạ? Mẹ có tiền mà, con gái của mẹ bao nhiêu năm không biết đến ngày này rồi. Hôm nay mẹ cho phép con được hóa trang và đi chơi với các bạn. Thật thế ạ? Ừ. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Vậy bây giờ cho con xin phép đi hóa trang rồi đi chơi cùng các bạn mẹ nhé. Ừ, con đi đi. Từ bé đến giờ, tớ chưa biết ngày Halloween là ngày gì. Nên năm nay, mẹ tớ mua bù cho tớ đấy. Mẹ mày cũng chiều mày và tâm lý phết nhở. Thôi kệ nó, mình đi về đi táo đỏ. Năm nay Halloween buồn thật. À, sao các cậu lại đi về? Bây giờ mày đến giờ đi chơi mà. Bọn tao đi chán rồi, vào bao nhiêu nhà chẳng xin được cái kẹo nào cả. Vậy à, tớ xin được nhiều kẹo ngon lắm đây này. Các cậu lấy mà ăn đi. Tại sao mày lại cho bọn tao? Lúc nào bọn tao cũng hắt hủi mày cơ mà. Tớ vẫn luôn coi các cậu là bạn của tớ mà. Chúng mình học cùng nhau bao nhiêu năm rồi còn gì. Bọn tao luôn che mày là con nhà nghèo, không chơi với mày. Thế mà mày không ghét bọn tao à? Thì tớ là con nhà nghèo mà. Với cả tớ chưa bao giờ ghét các cậu cả. Thật sự bọn tớ xin lỗi cậu. Bọn tớ luôn kỳ thị và hắt hủi cậu. Vậy mà cậu vẫn coi bọn tớ là bạn. Bọn tớ thấy ngại.
và xấu hổ quá. Thôi, cậu đừng nói như vậy. Mà các cậu ăn kẹo đi, rồi chúng mình cùng đi chơi Halloween với nhau. Ừ. Đi, chúng mình đi đi. Từ sáng sớm, bây giờ con về, con đói quá ạ. Từ sáng đến giờ mày xin được bao nhiêu tiền? Dạ, từ sáng tới giờ con xin được từng này ạ. Từ sáng đến giờ mày mới xin được từng này tiền thôi à? Sao mà toàn là tiền lẻ thế? Còn dám ngồi đây ăn mì à? Mau đi xin tiền tiếp cho tao. Gia đình giống như ba bạn khác. Nếu các bạn muốn ước mơ của mình thành hiện thực, các bạn hãy comment bên dưới nhé. Bạn ơi, mình chờ bạn này. Tớ cảm ơn cậu. Ngày nào tớ đi học về, tớ cũng thấy cậu ngồi ở đây. Tại sao cậu phải đi ăn xin như vậy? Côi, có một cô nhận nuôi mình và bắt mình đi ăn xin. Hoàn cảnh của bạn đáng thương thật. Mà nhà bạn ở đâu? Nhà mình ở gần đây thôi. Lúc nào bạn rảnh ra nhà mình chơi nhá. Thôi, mình phải về đây. Cũng muộn rồi, mình sợ mẹ mình mắng. Ừ, cậu về đi, mai mình lại gặp nhau ở đây nhé. Hẹn gặp lại bạn. Ừ, chào bạn. Mẹ chị đi chợ mãi mà chẳng thấy về.
Tao Xanh ngoan lắm. Thế hai chị em ở nhà chơi có ngoan không? Dạ có mẹ ạ. Ừ, mẹ đi chợ có một quà cho hai chị em này. Không biết mẹ mua cho mình cái gì nhở? Đây, mẹ mua gói kẹo ngậm cho hạt tiêu đây. Con xin ạ. Thế con quà của con đâu ạ? Đây, của con đây này. Sao mẹ mua cho em hạt tiêu, gói kẹo siêu to khổng lồ thế kia, mà của con lại bé tí thế này hả mẹ? Thôi, Táo Xanh ngoan nào, con lớn rồi, con phải biết nhường em chứ. Vâng, thế thì con ăn tạm cũng được. Thôi, con ngồi đây trông em nhé, để mẹ đi nấu cơm. Nhớ là không được treo em đâu đấy. Vâng ạ. Cười cái gì mà cười? Buồn cười lắm mà mặc cười. Đúng là cái đồ đáng ghét. À, bây giờ mình sẽ treo nó. Sao con lại khóc thế này? Táo Xanh, mẹ đã bảo là con không được treo em rồi cơ mà. Sao con lại treo em? Con có treo đâu. Tự nhiên em hạt kiêu cho con gói kẹo siêu to khổng lồ mà. Con có trả lấy kẹo cho em không? Đã lấy kẹo của em rồi lại còn nói dối à? Con mau xin lỗi em đi. Chị xin lỗi hạt tiêu. Còn lần sau là mẹ đánh đòn đấy nhá. Vâng. Con ở nhà chơi với em, không được trêu em nữa đâu nhá. Vâng, con biết rồi ạ. À, hai con ở nhà ngoan, để mẹ đi làm kiếm tiền mua kẹo cho các con nhá. Vâng. Không đánh chơi với mày nữa, tao được chơi một mình. Chán quá. Mày dỗi kệ mày, mày chán kệ mày. Táo Xanh ơi, Táo Xanh. Tớ đâu à? Cậu sang đây tìm tớ, có việc gì đấy? Tớ sang rủ cậu đi chơi đấy. Bố tớ nhá, mới mua cho tớ một đống chuyện luôn. Cậu có sang chơi không? Chuyện á? Nghe có vẻ thú vị đấy. Thế nhưng mà tớ phải trông hạt tiêu mất rồi. Cậu phải trông em cậu á? Mà tớ thấy em cậu cũng ngoan mà. Thôi, cậu cứ sang nhà tớ chơi đi. Ừ, thì nó cũng ngoan rồi đấy. Thôi, bọn mình đi đi, đi kệ nó. À, đợi đậu ơi, ở nhà em cậu có lanh chanh không? Em tớ á, suốt ngày lanh chanh với tớ luôn. Mà đã thế á, mẹ tớ á, bênh em mày lắm. Thế á, nhà tớ cũng thế, em tớ cũng lanh chanh với tớ. Bố thì suốt ngày bênh em ý thôi. Đúng là hoàn cảnh hai chúng mình giống nhau thật. À, mà thôi, không chơi với bọn trẻ con đấy. Ôi, trời sắp mưa mất rồi. Chúng ta mau tìm chỗ trú mưa đi. Thế nhưng mà em tớ đang ở nhà một mình, tớ phải về xem em ấy như thế nào. Tớ đi về trước đây. Thế thôi, tớ cũng về đây. Trời sắp mưa rồi, còn sấm chớp nữa. Mình về nhanh xem em hạt tiêu như nào. Hạt tiêu, em bị làm sao đấy? Chị về đây rồi. Chị ơi, em nghe nhiều tiếng sấm chớp, em sợ lắm. Chị ơi, lần sau chị đừng bỏ em vào nhà một mình nữa nhá, em sợ lắm. Ừ, chị biết rồi, chị xin lỗi hạt tiêu. Lần sau chị sẽ không bỏ hạt tiêu ở nhà một mình nữa đâu. Bà Hồng ơi, bà Hồng mưa rồi. Có chuyện gì vậy chú? Bà ra mà xem con hạt tiêu nhà bà kia chăn vịt kiểu gì, ăn hết rau cho tôi rồi. Nói chuyện đấy thật hả chú? Được rồi, để lát nó về, tôi bảo lại nó.
Bà xem mà bảo lại nó đi nhá. Được rồi, chú cứ về đi. Mày đã biết tội của mày chưa? Dạ, con không biết ạ. Mày đi chăn vịt kiểu gì mà để nó ăn hết rau nhà người ta như thế hả? Mỗi cái việc đi chăn vịt cũng không làm được, muốn hại. Mày có biết tao để cho người ta bao nhiêu tiền không? Đi ra ngoài trời mưa đứng, trưa nay không ăn cơm. Cho đỡ đói. Thôi, em không ăn đâu. Dì mà biết, dì đánh em chết. Không sao đâu, mẹ không biết đâu. Em cứ cầm lấy ăn đi. Em cứ ăn đi. Em cảm ơn chị. Con mang ra cho em đấy ạ. Con không phải cho nó ăn. Cho nó ăn chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Đi vào nhà với mẹ. Đi theo mẹ của mày đi. Mày còn ở đây làm gì nữa? Cút! Cút khỏi nhà tao! Bố! Bố đừng đuổi con mà. Anh! Có chuyện gì mày anh? Mày! Mày cút đi! Tao không thèm nhìn cái mặt mày nữa! Mày nghe bố mày nói cái gì chưa? Đến bố mày cũng không cần mày. Thì mày ở đây chỉ là người thừa thôi. Mày nên cút xéo khỏi đây đi! Mày cút đi! Mẹ! Con cứ ở yên đấy. Cho bố con ngủ. Hạt Tiêu, lấy bố cốc nước. Hạt Tiêu, bố,
để con đỡ bố vào. Ghế đây bố. Mày đi theo mẹ của mày đi. Mày còn ở đây làm gì nữa? Cút, cút khỏi nhà tao. Bố, bố đừng đuổi con mà. Anh, có chuyện gì mày anh? Mày, mày cút đi. Tao không thèm nhìn cái mặt mày nữa. Hà Tiêu. Hà Tiêu. Hà Tiêu, con đang ở đâu? Hà Tiêu. Bố biết sai rồi. Hà Tiêu. Hà Tiêu. Hà Tiêu ơi. Bố. Hà Tiêu, bố xin lỗi con. Bố sai rồi. Con hãy về nhà với bố nhá. Bố. Kia cơ mà. Thôi thì đi đi nhanh em muộn. Quên mất. Đi. Ừ. Trung, sao mày đi bộ thế này? Xe mày đâu? Tao đi bộ cho khỏe chân. Anh quên à? Hả? Anh ấy làm gì có xe? Xe không có, mày đặt đi bộ cho khỏe chân. Mà chúng mày có việc gì không? À, tao định rủ mày đi kiếm tiền, việc nhẹ lương cao. Ông này à, em nghĩ không phù hợp đâu. Tao cũng không hứng thú đâu. Đúng rồi đấy. Anh nhìn từ đầu đến chân ông đấy xem. Ăn mặc thế này, làm gì đủ tư cách mà chơi với anh em mình. Không có việc gì thì tao đi trước đây. Chúng mày nhớ đấy, sẽ có một ngày tao sẽ giàu hơn chúng mày. Nhất định phải giàu. Phải giàu. Thôi, anh mà bấm cái gì đây? À tiêu rồi. Mày có tiền không cho anh vay? Tiền á? Nhưng mà anh làm gì? Tao có việc. Mày có không? Mày như làm gì? Có thì có. Nhưng mà tiền này mẹ cho em mua quần áo, em chưa kịp tiêu ấy. Mày trẻ con tiêu gì? Để cho anh mượn, mai trả sau nhá. Thôi. Nhớ trả đấy. Ừ. Tiền rồi. Chơi gì mà nhờ?
làm tiền đến. Mày mà không đến thì mày biết hậu quả rồi đấy. Sao con này? Anh cứ cầm tạm đi, em chưa xoay kịp. Cái gì? Mày nói với tao giọng đấy á? Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là gọi người nhà mang tiền đến đây. Hai là để lại một cánh tay. Mẹ, có chuyện gì đây? Mẹ có tiền không? Tôi không mẹ ít. Con vay tiền để làm gì? Con có việc, mẹ cho con vay đi. Con lại chơi bời gì đúng không? Con mà không nói rõ thì mẹ không đưa cho con đâu. Kìa mẹ đã, cho con vay đi. Con vay để làm gì? Cái này việc riêng của con không nói được. Mẹ cho con vay đi. Không nói thì thôi, đi ra ngoài. Kìa mẹ đã. Đi ra ngoài. Em có tiền không? Cho anh vay. Làm gì có tiền, không có một triệu em đưa cho anh một gì nữa. Nhưng mà anh làm gì mà cần lắm tiền thế? À, hay là vào với xin mẹ đi. Không được đâu, không có lý do chính đáng. Mẹ chửi đấy. Thì mày cứ lấy cớ là mày đi học thêm hay là cái gì cũng được, giúp anh đi. Tiền đóng thêm, mẹ đã đóng hết cho em từ lâu rồi. Không được đâu, em không giúp được đâu. Chẳng nghĩa, mày muốn nhìn anh mày chết à? Gì cơ, anh làm sao mà chết? Mẹ cái mồm tôi, mẹ thấy anh đang nợ tiền người ta, bây giờ không trả tiền thì là anh gãy tay. Không được đâu, anh nợ tiền người ta, tự đi mà trả, em không liên quan. Anh chị, chào con. Có đeo gì? À, thằng là em cần một chút tiền, anh chị cho em vay được không ạ? Cậu gửi vay bao nhiêu? Có giấy tờ gì không? Em không, em có một chứng minh thư rồi ạ. Chứng minh thư thì chỉ được 10 triệu thôi, muốn vay thêm thì đưa giấy tờ đây. Dạ, 10 triệu cũng được ạ. Nhớ trái nợ đúng thời hạn đấy. Chị đấy à? Cậu gọi tớ đang có việc gì ấy? À, nhà tớ đang có việc cấp, nên tớ định vay cậu ít tiền. Ờ, thế á? Nhưng mà tớ cũng không có nhiều đâu, chắc còn tầm 2 triệu thôi. 2 triệu cũng được. Này, à, nhưng mà bao giờ cậu trả đấy? Ngày mai kia tớ có thì tớ trả cậu. Ừ. Cảm ơn nhé, thế mình đi luôn đây. Ai, kìa, tiền tao vào mà trả. Các anh cứ thử cho em mấy nước được không ạ? Thử á, tao có định trốn tao à? Em không định trốn các anh đâu. Nhưng mà bây giờ em không có tiền ạ. Chưa á? Chưa có tiền. Hôm nay ấy, một, mày lôn tiền ra đây. Hai, tao đập gãy chân mày. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, còn ba hôm nữa không thu xếp tiền tao á, muốn đập chết. Đi ở đấy. A Tiêu ơi, A Tiêu, A Tiêu. A Tiêu, A Tiêu, A Tiêu, A Tiêu.